Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng để chúng ta tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Vừa qua thì cũng có một số rất ít những cái bình luận mà chúng tôi có đọc được thì có nói rằng hiện nay thì vừa qua đội tuyển nữ Việt Nam thua tan tác như vậy mà tại sao vẫn cứ nói nhiều, có cái gì đâu mà chúng ta phải cảm thấy tự hào cơ chứ. Đó là một số những rất ít cái bình luận mà chúng tôi đọc được thôi. Bên cạnh rất nhiều những bình luận có lẽ rằng là cũng rất hiểu về bóng đá nữ Việt Nam và cũng rất thông cảm cũng như đồng cảm cho những cái khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta làm được. Hãy nhớ rằng đây là lịch sử bóng đá Việt Nam, lịch sử khi mà chúng ta có được lần đầu tiên một đội bóng được tham dự một đấu trường World Cup ở một môn bóng đá môn 11 người. Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua quá nhiều những khó khăn để chúng ta mới có được có mặt tại đây. Và rất nhiều người đều có chung một suy nghĩ rằng là mặc dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, dù là những kết quả thua đậm đến như thế nào đi chăng nữa, thì điều đó cũng không thể ngăn cản được cái tình yêu của các cổ động viên bóng đá nước nhà dành cho những cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam. Và họ luôn sẵn sàng sẽ bật TV trong bất cứ một thời điểm nào khi mà đội tuyển nữ Việt Nam đá những trận đấu sắp tới tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và tôi nghĩ rằng đó là những thông tin rất tuyệt vời. Vì vậy một số ít những cái bình luận chỉ trích rằng tuyển nữ Việt Nam vừa qua để thua tan tác trong những trận đấu giao hữu gần đây là không đáng xem, thì đó những bình luận thực sự khiến cho tôi cảm thấy khá là buồn. Và mới đây, một tờ báo hàng đầu của nước Mỹ có một bài phân tích cực hay và họ có thừa nhận rằng đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại World Cup đó chính là đỉnh cao của bóng đá thế giới. Cụ thể đó là tờ New York Times có phân tích rằng sự có mặt của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup là đỉnh cao của sự phát triển bóng đá nữ và là sự thúc đẩy mạnh mẽ dành cho bóng đá nữ trên khắp toàn cầu. Trên tờ New York Times, một tờ báo hàng đầu tại nước Mỹ, thì họ đã có một bài viết đánh giá về đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023. Trong tờ báo này, họ có nhấn mạnh rằng sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam, một trong 8 đội tuyển có lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup nữ, chứng minh rằng sự phát triển thần kỳ của môn bóng đá nữ và điều đó được chứng minh bởi chính đội tuyển nữ Việt Nam. Và bài viết này tóm lược về cái hành trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam khi mà lần đầu tiên thành lập đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vào năm 1997, trải qua 1/4 thế kỷ để vươn lên trở thành một trong những đội bóng thống trị bóng đá của Đông Nam Á. Và bài viết này có một đoạn phân tích như sau: sự xuất hiện của Việt Nam là đỉnh cao của kế hoạch phát triển bóng đá nữ kéo dài gần một thập kỷ, một phần thông qua việc số đội tham dự World Cup nâng từ 16 lên 24 và hiện tại là 32 đội, biến giải đấu năm nay trở thành một giải đấu lớn nhất ở trong lịch sử. Đây sẽ là khoảnh khắc lớn nhất đối với bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, với tất cả những đội bóng tham dự World Cup nữ như là Haiti, Israel, Maroc hay là Philippines nữa. Họ sẽ được biết đến rộng rãi và nhận được các khoản tài trợ, được nâng cao tính chuyên nghiệp và nhận cả những phần thưởng vụ tài chính vô cùng quý giá. Và tác giả cũng đặt ra một vấn đề về sự chênh lệch trình độ giữa Việt Nam so với các đội bóng mạnh cùng bảng ở bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Họ trích lời đội trưởng Huỳnh Như như một cách khẳng định cái tinh thần của những cô gái Việt Nam là phi thường khi mà họ có viết như thế này: chúng tôi được chứng kiến thất bại và đó là bóng kinh nghiệm dành cho Việt Nam. Huỳnh Như, tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Việt Nam có nói rằng Thái Lan từng thua đậm 13-0 trước đội tuyển Mỹ. Họ như thụt lùi và không còn tinh thần chiến đấu nữa. Bất kể là gặp đội tuyển Mỹ hay là đội bóng mạnh nào khác thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Đó là những gì mà tờ báo của Mỹ có trích dẫn lại lời nói của Huỳnh Như trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất. Và tờ báo này có tiếp tục chia sẻ thêm: đó là tham dự World Cup nữ là cách đội tuyển Việt Nam thể hiện được niềm tự hào dân tộc và khẳng định được thành tích của thể thao Việt Nam ở trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển nữ Việt Nam đã đi xa hơn bất kỳ ai. Những người phụ nữ Việt Nam bây giờ trở thành đại diện của quốc gia. Đó là những gì mà tờ New York Times có bình luận. Và tờ báo hàng đầu của nước Mỹ đánh giá rất cao một cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam, không ai khác đó chính là Huỳnh Như. Đặc biệt nhấn mạnh cái hành trình xuất ngoại của tiền đạo gốc Trà Vinh khi mà tới thi đấu cho câu lạc bộ Lanh FC ở Bologna. Và họ có viết một đoạn như thế này: hơn bất kỳ một cầu thủ Việt Nam nào, Huỳnh Như hiện nay 31 tuổi đại diện cho khả năng và xóa nhòa đi sự bất bình đẳng với bóng đá nữ ở trên toàn thế giới. Cô là cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng cho một câu lạc bộ ở châu Âu, đã ghi được 7 bàn thắng trong mùa giải vừa qua cho câu lạc bộ Lanh FC ở giải hạng 2 của Bologna. Sau đó thì Huỳnh Như tiếp tục dự kiến sẽ ra hợp đồng với câu lạc bộ này, nơi mà cô đã thể hiện được tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng của mình. Đó là những gì mà tờ báo của Mỹ có nói về đội tuyển nữ Việt Nam cũng như cá nhân của Huỳnh Như. Và từ những chia sẻ này thì tôi nghĩ rằng là những người vừa qua
vẫn có còn đó những cái chỉ trích với đội tuyển nữ Việt Nam và có những chia sẻ thiếu tích cực, thì tôi nghĩ rằng họ cũng phải lên xem xét lại thôi. Một tờ báo của Mỹ họ đã chỉ ra quá nhiều điều mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đã có được, và thậm chí trong số đó họ còn nói về việc là đội tuyển nữ Việt Nam, và đặc biệt ở đây đó chính là Huỳnh Như, đã xóa nhòa đi sự bất bình đẳng bóng đá nữ ở trên toàn thế giới. Một câu nói mà chắc chắn mà khiến cho chúng ta các cổ động viên Việt Nam thực sự là cảm thấy quá hạnh phúc và quá tự hào. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay có mặt tại World Cup nữ 2023, đó đã là một kỳ tích rồi. Bởi trước khi mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta có mặt tại đây, khi mà chúng ta thi đấu ở bảng đấu gồm có những đội bóng như Nhật, Hàn Quốc hay là Myanmar, một bảng đấu mà chúng ta cũng không thể nghĩ nổi rằng là Việt Nam chúng ta cuối cùng lại có mặt trong cái ngày hội lớn nhất bóng đá hành tinh ngày hôm nay. Và đến bây giờ, khi mà đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đã có được những trận đấu tuyệt vời, những trận đấu giao hữu với các đội bóng lớn mạnh nhất hàng đầu trên thế giới, và đặc biệt vừa qua một bàn thắng kỳ tích của Thành Nhã mở lưới của đội tuyển nữ Đức, thì không có lý do gì mà chúng ta lại không tiếp tục ủng hộ, cổ vũ một cách tuyệt đối dành cho những cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cả. Vì vậy tôi hy vọng rằng là mặc dù còn đó một số ít những bình luận nó không thực sự tích cực, nó có thể đại diện cho một số nhóm người ở trong xã hội của chúng ta hiện nay, thế nhưng tôi nghĩ rằng là với đa số các cổ động viên bóng đá Việt Nam, chúng ta đều hiểu chúng ta đã làm được những gì và chúng ta có mặt ở đây đã là tuyệt vời lắm rồi. Việc chúng ta thi đấu như thế nào và việc chúng ta nếu như có thể có những thất bại rất nặng nề thì điều đó hoàn toàn là không có gì mà khiến chúng ta phải quá buồn cả. Bởi như đã nói rất nhiều lần rồi, Việt Nam chúng ta có mặt tại đây, đó đã là một kỳ tích lịch sử dành cho thể thao nước nhà rồi. Đến những tờ báo của Mỹ mà họ còn có được những bài phân tích, những cái bài chia sẻ về tuyển nữ Việt Nam như thế này, thì một người Việt Nam, những người Việt Nam chúng ta, tại sao chúng ta lại không tiếp tục đồng hành, tiếp tục ủng hộ, cổ vũ và động viên tinh thần dành cho thầy trò huấn luyện viên Đức Trung phải không ạ? Bởi có thể đó sẽ là một trong những điều giúp cho tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn, mà biết đâu đó chúng ta lại tiếp tục tạo ra thêm những kỳ tích nữa. Còn nói một chút về đội tuyển nữ Việt Nam thì chúng ta sẽ bước vào cái hành trình của vòng chung kết World Cup nữ 2023 với trận đấu mở màn gặp đội tuyển nữ Mỹ vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7. Ở hai lượt trận tiếp theo thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đối đầu với tuyển nữ Bồ Đào Nha vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 và cuối cùng là lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 chúng ta sẽ đối đầu với Hà Lan. Cả ba trận đấu này đều được đánh giá rằng là những cơ hội để cho tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ chứng minh được cái năng lực của mình, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, và đương nhiên là chúng ta sẽ rút ra những kinh nghiệm thực sự là vô cùng quý giá khi mà được đối đầu với các nền bóng đá hàng đầu ở trên thế giới. Để chuẩn bị cho những trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam thì chúng ta đã có những trận đấu giao hữu và cuối cùng vừa qua đó là thất bại với tỷ số 0-9 trước Tây Ban Nha. Và thất bại đó đương nhiên cũng giúp cho thầy trò huấn luyện viên Đức Chung sẽ có được thêm những cái nhìn tổng quan nhất về những khó khăn mà sắp tới đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ phải trải qua. Việc đối đầu với các đội bóng có trình độ ngang ngửa với những Mỹ, Hà Lan giống như Tây Ban Nha đương nhiên sẽ giúp cho chúng ta sẽ có thêm được những bài toán để chúng ta tính toán phù hợp nhất khi mà chính thức tranh tài tại World Cup nữ 2023. Vấn đề chúng tôi nói rất nhiều vừa qua đó vấn đề là thể lực, sức bền, đó chính là yếu tố quan trọng. Còn vừa qua thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã được chăm sóc rất kỹ càng về mặt dinh dưỡng, về chế độ dinh dưỡng tập luyện như thế nào. Mọi thứ cũng đều rất là tốt, cầu thủ đang rất sung sức, có được cái nền tảng thể lực tốt. Vì vậy mà không có gì mà chúng ta không tự tin khi mà đối đầu sắp tới với các đối thủ lớn nhất ở trên thế giới cả. Không có gì mà chúng ta phải lo lắng cả. Thậm chí vừa qua trong cuộc đối đầu với tuyển nữ Đức thì thầy Trung cũng đã cảm thấy khá là bất ngờ. Thế nhưng điều đó cũng là trong tính toán của thầy thôi. Khi mà thầy nói rằng là Thanh Nhã vẫn chạy rất hay ở trong những phút cuối cùng khi mà gặp tuyển nữ Đức, đã vượt qua được cả trung vệ của đội bạn và khiến cho ba hậu vệ của Đức theo không kịp, rồi sau đó đã có một bàn thắng thực sự là tuyệt vời, một bàn thắng lịch sử dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó thì hiện nay vấn đề lớn nhất với đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ là vấn đề về mặt thể lực mà đó chính là vấn đề thể hình nữa. Và vấn đề thể hình đây đó chính là việc chúng ta phải chống bóng bổng như thế nào khi mà các đối thủ có sự vượt trội quá lớn về mặt thể hình. Lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn sẽ là lối chơi mà chúng ta sẽ sử dụng ở World Cup nữ 2023 sắp tới. Nhưng cái điều quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay và trong những thành ngày sắp tới nữa khi mà chúng ta bước vào những trận đấu chính thức là dù có kết quả như thế nào thì đó vẫn là một cú hích thực sự lớn, cú hích thực sự quan trọng dành cho bóng đá Việt Nam ở trong tương lai. Bởi đây là lần đầu tiên lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta có mặt tại đây. Chúng ta đại diện cho 32 đội bóng lớn nhất hành tinh, mạnh nhất hành tinh tham dự giải đấu này. Vì vậy mà cái điều đó sẽ giúp cho những cầu thủ trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta,
những lứa tuổi hiện nay đang thi đấu ở cấp độ đội tuyển U19, chúng ta đang có những trận đấu hay mà vừa qua đáng tiếc là chúng ta không thể đánh bại được đội tuyển U19 Thái Lan. Thế nhưng điều đó cũng không phải là quá quan trọng đâu, bởi đây sẽ là cú hích lớn dành cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ nhìn vào đó, những cầu thủ sẽ có động lực hơn. Và thứ hai, đương nhiên từ bên phía truyền thông, rồi lãnh đạo bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, rồi các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, họ sẽ chung tay đồng lòng giúp sức để cho bóng đá nữ Việt Nam chúng ta sẽ có thêm nhiều những cơ hội hơn, từ việc ăn ở, tập luyện, chế độ dinh dưỡng, rồi những cái vấn đề về chăm lo cho hạnh phúc gia đình và mọi thứ khác, đương nhiên chắc chắn sẽ là tốt hơn rất nhiều. Và với bóng đá Việt Nam thì cũng rất nhiều chuyên gia trên khắp thế giới họ có nói rằng đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều những cầu thủ nhân tài, tài năng, thế nhưng chúng ta vẫn chưa được quan tâm một cách thích đáng nhất, một cách toàn diện nhất, cho nên chúng ta vẫn chưa tìm được hết và chưa khai thác được hết cái điểm mạnh của tuyển nữ Việt Nam thôi. Vì vậy mà với việc đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta có mặt tại đây, chúng tôi chưa cần nói đến kết quả sẽ là như thế nào, thế nhưng điều đó sẽ là một điều giúp cho chúng ta sẽ giải phóng được cái sự kìm hãm trong cuộc bóng đá nữ trong thời gian vừa qua và khiến chúng ta sẽ bùng nổ hơn nữa. Bóng đá nữ Việt Nam đang là niềm tự hào của cả nền thể thao Việt Nam. Vì vậy chẳng có lý do gì khi mà chúng ta có mặt tại đây mà lại không để lại được bất cứ điều gì, giống như một số ít người thôi đã nói những điều mà có lẽ rằng khá là tiêu cực về đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuổi Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.